Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là tiểu sư phụ đến từ C4B Group Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách add mạng và chuyển ETH của Bay Network vào trên ví Metamask của chúng ta nhé Thì các bạn cũng biết là Bay là một blockchain layer 2 ở trên Ethereum Được phát hành chính thức vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 bởi sàn giao dịch Tiền mã hóa bay có trụ sở tại Mỹ nhá. Sàn bay thì một sàn rất là nổi tiếng rồi, một trong những sàn lớn nhất trên thế giới hiện nay nhá. Và Bay đã thu hút được sự chú ý trong cộng đồng tiền mã hóa bởi vì đây là blockchain được tung ra bởi một công ty giao dịch đại chúng nhá. Và hiện tại thì có rất là nhiều các cái chương trình về free NFT, về chương trình airdrop memecoin cũng như là những cái dự án rất là tiềm năng ở trên mạng lưới của Bay Network. À, thế nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách à, chi tiết để chúng ta có thể áp được cái mạng bay network này ở trên ví metamask và chúng ta sử dụng nhé thì à, có hai cái cách cơ bản để các bạn có thể add à, mạng bay network vào trên ví metamask cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Tool đó là trên list để có thể áp còn à, cách thứ hai là chúng ta có thể áp thủ công ở đây thì à, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cách một nhé ví dụ như là cách thứ hai này các bạn áp thủ công thì các bạn sẽ mở cái ví metamask của bạn ra các bạn sẽ ấn vào cái mục network này mạng này ở đây nó có một cái phần đó là phần thêm mạng ấy anh em ấn vào thì ở trên ví metamask của chúng ta nó sẽ mở ra một cái cửa sổ để các bạn điền những cái thông tin của mạng vào và các bạn nhấn vào thêm thủ công đây nha các bạn đó thì các bạn à, sẽ copy những thông số này này mình chuẩn bị sẵn cho anh em thông số rồi anh em chỉ việc click vào và copy thôi đó anh em copy thông số usurl này id chuỗi này ký hiệu tiền tệ này URL trình chuối khối này các bạn này Các bạn copy và các bạn add vào cho mình nhá Sau đó thì anh em sẽ lưu lại Thì uh, Metamask sẽ hỏi là uh, đã chuyển mạng thành công Và các bạn có muốn chuyển sang mạng bay sử dụng luôn không Thì các bạn có thể ấn vào nút chuyển sang Thì như vậy là các bạn đã add thành công cái mạng lưới bay network Vào trên ví Metamask của chúng ta Việc bây giờ là các bạn chỉ cần gửi ETH vào cái mạng bay này Là các bạn có thể sử dụng giao dịch như bình thường thì đấy là cái cách áp thủ công nhé. Cách add thủ công nó rất là dễ thôi. Đó, ở đây thì mình sẽ xóa nó đi và hướng dẫn cho bạn cách cách áp bằng tool. Cách áp bằng tool này thì nó là như thế nào. Các bạn sẽ truy cập vào cái trang web này này. Trên list ấy. Trên là nó là một cái công cụ để các bạn hỗ trợ chúng ta có thể add được tất cả các cái mạng lưới Layer 2 ở trên nền tảng của Ethereum. Và tất nhiên là nó hỗ trợ ví Metamask. Đó thì nó gần như là có tất cả những cái Layer 2 phổ biến nhất ở trên ví Metamask cũng như là không phổ biến cũng đều có nha các bạn. Từ mạng Binance Smart Chain, mạng uh, uh, Matic, mạng... Uh, chum mạng OP thì đều có hết Thì anh em chỉ việc là gõ từ khóa cái mạng lưới chúng ta cần uh, Cần add vào đây Ví dụ như là mình muốn add mạng bay đúng không Bay, các bạn gõ bay thì các bạn sẽ thấy ở đây Nó, nó có sẵn đây này Anh em chỉ một click chuột Add to Metamask thì các bạn sẽ add được mạng vào nhá, anh em nhấn vào chấp thuận này. Và sau đó nhấn chuyển sang mạng bay để sử dụng. Ok thì như vậy là chúng ta đã có mạng bay ở trên ví Metamask rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể chuyển mạng ETH vào vào trên ví Metamask. Khi mà các bạn có mạng rồi đúng không? thì các bạn cũng sẽ cần phải có ETH ở trên cái mạng Bay Network của nó để chúng ta có thể giao dịch cũng như là claim hoặc là chuyển token gửi và nhận token. Thì nó là ETH ở đây nó đóng vai trò như là cái phí gas Đấy thì các bạn có thể thì bây giờ chúng ta cần phải chuyển ETH vào mạng Bay ở trên ví MetaMask. Thì có hai cách, một là anh em mua trực tiếp ở trên các sàn giao dịch như là sàn Bybit, sàn MEXC Hiện tại thì mình cũng không biết là có bao nhiêu sàn nó đang hỗ trợ mạng bay nhưng mà phổ biến thì có sàn Bybit hoặc là sàn MEXC thì các bạn cũng có thể tham khảo hai cái sàn này bởi vì cái mức phí rút của nó rất là ok và tốc độ rút cũng rất là nhanh. Đó thì đấy là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các bạn sử dụng cầu nối như là cầu tô Finance. Thì đây thì mình review qua cho các bạn một chút. Các bạn mở cái cầu tô này này. đây thì các bạn sẽ thấy là đây là cái giao diện của cái cầu Onzo đây là một cái cầu khá là uy tín và được nhiều anh em sử dụng nha các bạn Đấy, thế nên là anh em cũng cứ yên tâm mà sử dụng cái cầu này bởi vì nó là một cái thương hiệu uy tín rồi không sợ bị hack tài sản hoặc là không sợ bị bị scam anh em có thể nhấn vào Connect Wallet kết nối với MetaMask Đó thì các bạn kết nối vào ví nhé. đấy, thì ở đây các bạn có thể nó hỗ trợ tất cả những cái mạng chuyển qua lại này, những cái mạng layer 2 phổ biến như là Optimist hay là polygon, hay là opbnb, mạng zeta rồi tất tần tật, tật bsc, mainnet, arbitrum thì anh em có thể sử dụng một trong những cái mạng này để chuyển qua mạng lưới bay của chúng ta thì các bạn chuyển bất kỳ sang ở đây các bạn chọn bay bay là phía trên này đây này đây này thì các bạn có thể chọn từ linea hoặc là arbitrum hoặc là optimist để cho nó phí nó rẻ ấy. thì anh em chuyển sang mạng bay thì các bạn chỉ cần kết nối vào và các bạn nhấn vào send thì nó sẽ gửi eth từ cái mạng thứ nhất sang cái mạng bay cho các bạn thì đấy là cái cách thứ hai để các bạn sử dụng cầu nối và cái cách dễ nhất thì anh em mua ETH ở trên sàn và sau đó rút về thì mình hướng dẫn luôn nhé ví dụ đây thì mình có 29 đô đúng không thì mình sẽ mua toàn bộ số lượng ETH này mình sẽ mua toàn bộ số lượng tiền nhá mình mua này 29 đô mua được 0.009 ETH các bạn nhấn buy ETH sau khi mà đã mua thành công rồi và đã có eth ở trong ví rồi ấy đây này thấy như là lệnh mua của mình đã thành công rồi đúng không Đấy, sau khi mà lệnh mua thành công thì các bạn sẽ thấy được số eth ở trong ví thì các em tiến hành withdraw các bạn nhấn vào nút withdraw này này Ở cái mộc withdraw ấy thì các bạn chọn đồng mà các bạn muốn rút đó là ETH này Ở cái phần này, quan trọng này anh em này Cái phần ví này, ví anh em chọn đúng cái ví của mình nha Sau đó anh em chọn cái trên này Trên các bạn chọn là Bay này Bay mainnet nhá Phí nó là 0.0003 ETH Nó rơi vào tầm 1 đô Phí nó chấp nhận được đúng không? Phí rút nó là 1 đô thì Có nghĩa là 30 đô thì anh em rút được uh, Còn 29 đô Đấy nó sẽ trừ một đô phí thì các bạn nhấn số lượng này sau đó thì các bạn nhấn vào confirm và các bạn xác nhận để các bạn rút tiền đây các bạn nhấn vào submit anh em xác nhận mà mã OTP cũng như là mã authen để các bạn rút tiền nha Ok như vậy là mình đã rút thành công ETH mạng bay được các bạn này các bạn có thể check luôn ở ví Metamask này chỉ sau khoảng tầm một phút thôi chưa đầy một phút Mấy chục giây là các bạn đã nhận được ETH ở trên ví rồi Nó rất là nhanh và tiện nhá. Ok thì có ETH rồi thì anh em có thể thoải mái tham gia vào những cái chương trình Free Min Chương trình Aerov cũng như là những cái dự án uh, Aerov, um, testnet hoặc là, uh, là Là những cái uh, chương trình Retroactive ở trên mạng bay ấy, Thì anh em thoải mái tham gia nhá. Ok thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể add được cái mạng và chuyển ETH Bay Network vào trên vì Metamask thì các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là có thể làm được thành công nhé chúc cho các bạn à, kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền đừng quên nhấn đăng ký nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất uy tín và chất lượng đến từ channel của mình còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại